Ngày hôm qua, Trung Quốc tuyên bố đã thử nghiệm thành công nhiên liệu than đá lỏng trên động cơ tên lửa tại phía tây bắc tỉnh Thiểm Tây, Trung Quốc. Than đá từ lâu đã là nhiên liệu nòng cốt của nhiều ngành công nghiệp. Tuy nhiên, để tiến tới làm quy trình sản xuất nhiên liệu sạch hơn, nhiều nước đã nghiên cứu và áp dụng công nghệ than đá lỏng. Trung Quốc là nước mới nhất và cũng là nước đầu tiên thử nghiệm thành công loại nhiên liệu này trên động cơ tên lửa. Các chuyên gia bày tỏ sự vui mừng khi công nghệ này đã đạt được kết quả như mong đợi. Theo kết quả thử nghiệm, nhiên liệu than đá lỏng có hiệu quả tương tự như nhiên liệu hỏa dầu, do vậy nó thật sự có thể dùng được cho động cơ tên lửa. Theo ông Zhang Jiming, chủ tịch công ty hóa chất và nhiên liệu than đá lỏng Shenhua Trung Quốc, nhiên liệu than đá lỏng tiết kiệm chi phí hơn, an toàn hơn và có thể được coi là một nhiên liệu thay thế hiệu quả cao cho ngành không gian.